บาดบ่งธรรมทีวีสมกรุบบ่าวๆนៅលើบណ្ដាញសង្គមYouTube ហ្នឹងឯងបងធម្មបានមកដល់វត្តតាវិចថ្មីស្ថិតនៅឃុំសេដាឃុំវត្តកៀងស្រុកកោះចៅឋានខេត្តសុកចាំងហ្នឹងឯងបងបន្តវីដេអូជូនបងប្អូនយើងទស្សនានៅទូកងោវត្តតាវិចថ្មីនេះយូរណាស់ហើយមិនបានមកហើយកាលនេះក៏មកហត់តឹងនឹងចូលប្រទៀងតិចជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយចែកជួយឡាយជួយសប្រៃផងឡៅវៃឆ្លងដល់ដៅទូកងោហើយ tàu đã lấy ná miền tuốc nước ngoài chạy bằng ô nhưng tôi sẽ ná thêm này hình như ngày chơi bằng ô nhưng chỗ là hàng rồng tụng ngũ đồng bảy tia sơn à thằng ở khánh này anh bông thâm là bằng hai thêm qua người bông thơm tôi xin chào tất cả các bạn chào fan hâm mộ bữa nay bông thơm cũng ghé ngang đây chùa chị Quýt Mây các nhà thuộc ấp Xây Đá xã Hội Đắc Kiện huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng lại cập nhật tiếp tục ha. Đây là chiếc ghe ngô của chị Quýt Mây ha. Cũng là thợ tài đóng các nhà. Năm nay thì chị Quýt Mây rất là thành công các nhà, thì rằng không được vào những hàng sâu hơn nhưng mà anh em cũng làm một khá tốt ở giai đoạn đầu là nhất bản luôn các nhà, nhất bản ha. Đó, nhất bản tuy rằng không được vào top sâu thiệt nhưng mà vòng bảng rất là hay, bơi nhất bản luôn các nhà. Thì vòng bộ này thuộc cái tụi mình tham gia vòng tôi bây giờ trong cái là có mình bạn chỗ đó là tuốt bạn chỗ đó chỗ có chia hào ta là nâu nông quan quận mình đồng bộ cũng có cái này cái ngõ đấy bay tuốt hay chỗ là ngày sai cái bình bộ nó các bạn para chê đường tuốt đầm buông bạn lệch lệch sản sắp đi đó. Vào ngày 15 thì anh em gặp đem bu quá lẻ cái nhà cho nên là bị dừng điểm dừng lại ở vòng 32 đội thôi, nhưng mà vòng bảng thì anh em đã làm rất là tốt ha, nhất bảng cái nhà. Hiện tại cái nhà mình đang nhìn thấy cần câu cũng đã để xuống hết rồi đó cái nhà, ở trên này không còn gì nữa ha, để cho ghe nó nhẹ nhàng cái nhà đó. Tôi toàn để đặt cho hỏi bằng quần đấy anh em đi mò bấy bao chùm điện gram gram em đừng men hay thế đấy, hay ngồi chơi cũng lấy ra bằng bồn nhưng tu sơn án này nấu từ bình thay năm nay Châu Thành hình như là có tổng cộng là 8 chín chiếc ở nhà lọt vào mà 16 hai chiếc 16 gồm có bực chóp với tùm núp 1 32 thì gồm có chè quýt thay với bên bốn mặt đó, mấy chiếc này cũng rất là ghẻ lẻ cả nhà, do bữa sau gặp những chiếc ghẻ lẻ hơn cho nên anh em đã dừng chân lại ở vòng 32 đó. Thằng ngày mình muốn tuột nó có chuột chi đó bằng ổn hay là sao thằng ngày bình bó chuột nâng tuột cho nạp khăn hết rải chi đó. Thì ngày nay các bạn nào mà đòi lần hãy chạy liệt tích chuột bằng ổn nhưng tuột sẽ nó tuột ngô đấy. Vật đó bằng ổn này, tụi vịt thamay bò sát á lâu đặt cho ó đòn sân tui cái bệnh đó ó này tháo cần cầu lên hết rồi cả nhà cho nó nhẹ ghe lại á. Bữa nay mở nhạc nữa cả nhà chắc có liên quan anh em mình thành bao lên nó phải chạy chút liên ai ơi không phải là có ấy không ổn á chứ ngay bằng ổn nhưng tôi chú sân nào thêm này. Tôi báo cho một riêng khai tại bà chọp nó tông màu cũng rất là đẹp của nhà lại cập nhật thêm cho nhà mình theo dõi tiếp tục ngày nay các bạn mà đón đang hay tiền chu đồng bộ những tu sơn án này nằm đi tu cơ tụi bích tới xa đích bậc cụ men bán chai men bảo nó thà sang hát của sau đó mà anh ta hẹt đừng hay tu cơ tuần sau bàn chốt chay mà anh năm nay thì sư cũng có chia sẻ đó cả nhà. Thì anh em tập cũng gần tới ngày chưa có đủ tại bơi đó. Cho nên là vào được nhất bản ngày 15 anh em thua ở lượt trận đầu tiên luôn, cho nên là lọt vào top 32 thôi đó. Cho nên không được đi tiếp nữa. Chiếc ghe này thấy rất là thon cả nhà, bơi cũng rất là lẹ đó cả nhà. Em cũng tháo cần câu lên hết rồi, rất là gọn ha. Đó, toàn tôi toàn ấy chính nó khi như xa trong luôn đấy. Sẽ là sẽ lồng tu quá, quay mình ngăn tu.
tháo ra thì nó không có bị gì, chì ghe nhà nó gọn lại. Đây là anh Tài nha, thợ thạch tài ở bên Bân Cơ Chấp, hôm nay đóng cái nhà lại qua phụ đóng cho sư đó. Tụi ngồi nó có bàn trang lại nghe thạch tài nào khăn Bân Cơ Chấp thầm mấy cái mò chuối bó rồi lúc cô và bạn chụp chơi đây bằng muốn đây nào cho nằm bị bòn mà phải buôn cũng rất là thành công ha. Đã lọt vào top 32 tỷ đó, không được vào sâu thêm nhưng mà cũng khá thành công à. Thì ở đầu bảng thì anh em đã nhất bảng. Chậu quýt thơ mây nha, chùa chậu quýt mới nha, rất đẹp. Có biểu tượng con thỏ ngọc ha, men rùa phiệp tình xài so hồng mình. Mình đòi đây lúc cũ cua mình sâu sát đấy, mình rùa phiệp sát đấy. Sư tự vẽ các nhà cho không có ba tay nhưng mà cũng rất là ok ha. Thì do chùa kinh phí nó eo hẹp các nhà thì sư tự vẽ luôn. Bây giờ tới đời xa phụ qua tay những cái phát khát thay của cái khu đời đại an cho nên nó làm xong rung mất bích ta về và là mồm sát đó nè. Ủa, hai đứa lại coi ghe à? Vô YouTube rồi đó. Cần câu cũng rất là nhiều nha. Đâu thì túi trần đó nè. Là sẽ đọc đơm đấy, ngầm bàn chuột chi. Con cây này cũng nối tùm lum luôn cả nhà. Men đơm này có to pinh pe lắm luôn. Phần hẹo hồ rồi bàn chuột chi. Đứa nhà ở đâu gần đây à? Dạ, nhà con bên chợ ấp Chùa Ít à. Nhà mình thấy nối tùm lum luôn á. Năm nay cũng có sự hiện diện của chiếc ghe độc mộc của có thôn Bạc Liêu là thay đổi vị trí của các ghe ở tỉnh Sóc Trăng này rất là nhiều cả nhà. Như từ chiếc ghe đội mạnh đã thay đổi vị trí hết luôn cả nhà. Năm nay còn mình tu có thấm mô khẳng khả lên cho ruộng bạc quân có thua Plap Đô rồi cho tu bạc trăm cái năm nào đồng bộng lên bầm bẫy nó Plap Đô rồi xa tu nó luôn đây tu comment đau thành túi trong muốn tu hay là tu lung vì đơm nó các bạn ruộng bạc quân nó khèn nó các bạn Plap Đô thì năm nay thì cũng có một chiếc ghe ngô độc mộc thôi nè. Không có cần câu sẽ làm thay đổi vị trí của tất cả các đội ghe ở Sóc Trăng này rất là nhiều, chẳng hạn như các ghe mạnh đó nha, top 8 hồi năm 2023 đó là thay đổi rất là nhiều luôn á. Rồi chiếc ghe độc mộc này cũng đã trở thành một nhà á quân của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng luôn nha. Và bạn thằng Lê Pi nội khẹt khlen đó bằng ổn đấy. Thèn sát đó bằng bốn đó. Đèn thèn sát bằng bốn đó. Form tướng nhà mình nhìn thấy rất là đẹp đấy. Hiện tại thì đã qua mùa ghe ngô rồi cái nhà. Thì chỉ còn có lễ khánh thành ngồi xa là hay là lễ kết giới Sima thôi, thì Dũng Thơm sẽ cố gắng cập nhật cho tất cả các bạn mình theo dõi. Khi nào có ghe ngô đóng mới hoặc là sửa chữa gì đó thì Dũng Thơm sẽ cập nhật tiếp tục. Hà lậu bằng buồn đơn cái đơn sạp ấy nấu tại bạn ngay tới Chalong khai cả đất cái đầu tụ ngố coi Chalong phát hay nấu tại đôi chiệp tạm bốt nè nè nâng bình Chalong xa là bình xâm phốt bình
cho xây mai nó còn thầm nó còn chạy lệch chút mong muốn nó tu sân à thay một tiết thay bà mẹn bần bà mẹn bỏ tụ ngô mây này nè tạm bọt nó còn thầm đấng tao chạy lệch chút mong muốn này hay đại xa lẩu có mẹn đây ngủ lúc mãn đây hay thường thường là bằng bồn dân còn trô tăng ọc này ha nào là bài nghe bà bì khăn này mày dân ọc này này hay sổ mọc quân hay còn thầm bà sổ mà bác quay đô tầm này hay sổ lè sân này sổ mọc quân Dũng Thơm cũng xin tạm dừng, Dũng Thơm sẽ cố gắng cập nhật thật nhiều về văn hóa lễ hội truyền thống cũng như ngôi Sa La Khánh Thành hay là lễ kết giới Sa Ma đâu đó cả nhà. Thì nếu có ghe nào đóng thì Dũng Thơm sẽ cập nhật tiếp, thì Dũng Thơm cũng xin tạm dừng. Chúc cho tất cả các bạn mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý ha. Cũng xin cho đội ghe ngô 2025 sẽ đạt thành tích tốt hơn. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Dân này bọn thông qua chuẩn bộ ôi thật vịt thầm mây nó nằm phía bọn phây bàm nó ôi bàn đạt lê tích chén đồ chì nâu vào mùi tình đáp nó lê còn bảy lê bốn lê môi chứ nó sẽ mọc của đồng quân ngọc này.